Kính đề nghị nhân dân đã có thể sản xuất công dân đăng ký đến làm cấp tài khoản định danh và kỹ thuật các loại giấy tờ phục vụ cho các giao dịch. Lưu ý khi đi công dân mang theo các giấy tờ sau: căn cước công dân đăng ký, bản sổ đỏ, đăng ký xe khách hàng, cho em một cân đi.